Được rồi. Alo, hello. Xin chào tất cả mọi người, mình là Trung Phi xuất từ Việt Nam. Thì ngày hôm nay trong video ngày hôm nay mình sẽ chơi Street Fighter. Arcade mode là mình sẽ chọn nhân vật người vào chơi à. Charlie versus Ree. Let's play. Arigenki. Sẵn sàng. Round 1. Đây nào. Cái ông Huy này, cái ông Huy này. Cái ông. Này, chết chết định má. À đủ, mạnh hơn. Mạnh đấy. Chờ mình thích chơi này. Nhỉ? Hả? Đánh lại, mày chết đi. Chết đi tầm mặt. Mày đánh ra. Dạy. Rồi, rồi. Kêu. Round 2. Lại em. May này. Đã đến giờ trả được. May. Những cái loại kiểu chưa. Dài. May. Ok, trận này mình thắng rồi. KO. You win. Round 3. Mình thắng rồi nha. Fight. Mày này. Mày một phát nữa đạp này mày. Ok vậy à your family. Thằng này thì thằng một mắt này, cái thằng một mắt hát thì cái thằng một mắt này thì Round
Thằng này mạnh hơn mày. Thằng mất dạy. Thằng mất dạy. Thằng nó mạnh hơn bình thường. Khoan, đang bị choáng. Đang bị... Một, hai đạp. Nó tưởng nó có thể chặn được đòn mình. Tuổi. Mày tuổi. Này. Nó tưởng nó có thể chặn được đòn của mình. Không đâu, không đâu. Thắng rồi, lại thắng rồi. Thắng rồi, các mọi người, thắng rồi, mọi người ơi. Rồi sẵn sàng. Mày 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 ha ha. Thôi được rồi, chẳng phải mình thua.
đã bị choáng, đã bị choáng. Nhờn, nhờn quen. KO. KO. You win. Lấy. À đủ. À đủ lại. Gây sự hả? Thôi không chơi nữa, nghỉ nghỉ nghỉ, tắt game.